Đây là trận đấu khó khăn, nhưng cả đội đã chơi với sự kỷ luật. Kết quả này không hợp lý. Chúng tôi khát khao và quyết tâm giành chiến thắng. Chúng tôi đã chơi hết mình. Trang SMM dẫn lời Chanathip Songkasin sau trận đấu. Trước tuyển Việt Nam, Thái Lan của Chanathip đã tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không thể ghi bàn. Điều tương tự cũng diễn ra với các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo. Hai đội rời sân với một điểm cho đôi bên. Chanathip muốn các đồng đội nhanh chóng vượt qua trận đấu này để hướng tới màn so tài dự kiến khó khăn trước Indonesia ở vòng sau. Anh nói, trận tới chúng tôi sẽ làm khách trên sân của Indonesia. Chắc chắn đây cũng là trận đấu khó khăn. Chúng tôi hoàn toàn lạ lẫm với điều kiện sân bãi ở đó, nhưng cả đội sẽ cố gắng hết sức để có 3 điểm đầu tiên. Trước trận, Chanathip Songkasin thể hiện sự tự tin khi được hỏi về kết quả trận đấu. Cầu thủ đang chơi tại G-League cho rằng anh và các đồng đội sẽ giành trọn 3 điểm trước Việt Nam. Trận đấu luôn có người thắng kẻ thua. Mỗi lần thua trận, chúng tôi đều lấy đó là động lực. Chúng tôi sẽ cố gắng đánh bại Việt Nam. Điểm mạnh của Việt Nam là lối chơi tập thể, khát khao đánh bại Thái Lan. Bangkok Post trích dẫn chia sẻ của Chanathip. Sau trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam, Kiatisak được tấm Matichon hỏi về màn trình diễn của đội nhà. Cựu huấn luyện viên tuyển Thái Lan tin rằng sân trơn bóng ướt khiến các cầu thủ xứ chùa vàng không chơi được thứ bóng đá như họ mong muốn. Kiatisak cũng bình luận về đội nhà: "Tôi nghĩ không thể đánh giá được. Trước trận, trời mưa nặng hạt khiến sân trở nên ướt. Việt Nam là đội bóng tốt và nếu nhìn vào màn trình diễn của họ dựa trên những pha phản công và tốc độ, tôi nghĩ một điểm mà tuyển Thái Lan có trước Việt Nam là chấp nhận được." Kiatisak phát biểu: "Trước Việt Nam, tuyển Thái Lan đã chơi khá tốt, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không một lần tận dụng thành công. Supachok Sarachat có pha dứt điểm rất gần khung thành đúng ở những giây cuối cùng nhưng không tận dụng thành công." Về pha bóng này, giám đốc kỹ thuật Wittaja Laukakun của Liên đoàn bóng đá Thái Lan tỏ ra tiếc nuối trên tờ CM Sport. Supachok chơi rất tốt trong những pha đối một như vậy, nhưng cuối trận các cầu thủ Thái Lan đã kiệt sức. "Chúng tôi chơi tốt hơn Việt Nam, có nhiều cơ hội ngon ăn nhưng đều bị bỏ lỡ." Ông Laukakun nhận định về trận đấu này: "Tuyển Việt Nam cũng có một vài cơ hội ngon ăn nhưng không thể tận dụng thành công. Trận đấu khép lại với tỷ số không đều. Với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, một điểm có được là kết quả tạm chấp nhận." Sau trận, tờ Four Sports phiên bản tiếng Việt nhận định về màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam cũng như Thái Lan. Ký giả của Four Sports giật hàng tin lớn: "Thi đấu nỗ lực, đội tuyển Việt Nam rời đất Thái Lan với một điểm trong tay." Trong bài viết này, Four Sports cho rằng tại trận giao quân vòng loại World Cup 2022, dù phải chịu sức ép lớn đến từ chủ nhà Thái Lan, nhưng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã chơi kiên cường để ra về với một điểm. Four Sports nhận định màn trình diễn của hàng thủ và hàng công của đội tuyển Việt Nam là rất khác nhau. Về phần mình, Rồng Vàng vẫn tỏ ra chủ động với lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc. Tuy vậy, trên hàng công, Tiến Linh và Văn Toàn vẫn tỏ ra khá im ắng và chưa có nhiều liên kết với các đồng đội ở tuyến 2, tờ báo châu Á nhận định. Trong khi đó, tờ World phiên bản tiếng Việt thì dẫn lời của huấn luyện viên Park Hang-seo trong buổi họp báo sau trận lên dòng tít của mình. Huấn luyện viên Park Hang-seo: "Việt Nam suýt thua nhưng cũng có cơ hội chiến thắng." Tờ World nhận xét: "Trận đại chiến giữa Việt Nam và Thái Lan tối ngày 5 tháng 9 đã kết thúc với kết quả bất phân thắng bại. Sau 90 phút, hai bên đều có cho mình những cơ hội ngon ăn để phá vỡ thế quân mình. Dù vậy, sự thiếu sắc bén của hàng công hai đội đã khiến trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi." Trong khi đó, Trang Chí Minh Min thì lại đặc biệt đánh giá cao màn trình diễn của tiền vệ Tuấn Anh. Tác giả Tommy giật hàng tít: "Điểm nhấn Thái Lan không đều Việt Nam, Tuấn Anh và hàng thủ." Nhận xét về hàng thủ đội tuyển Việt Nam, Chí Minh Min cho rằng một màn trình diễn quả cảm và đáng khen của hàng thủ Việt Nam, trong đó có cả thủ môn Đặng Văn Lâm. Nhưng hơn hết, tác giả Tommy đặc biệt ấn tượng với màn trình diễn của tiền vệ Tuấn Anh. Tuấn Anh chính là cái tên chơi hay nhất ở trận hòa vừa qua bên phía đội tuyển Việt Nam. Mặc dù sự xuất hiện trong đội hình chính của ngôi sao thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai gây không ít bất ngờ, nhưng sự tự tin của huấn luyện viên Park Hang-seo đã được đền đáp một cách xứng đáng. Tuấn Anh cân cả hàng tiền vệ đội tuyển Thái Lan, trông bóng hỏng tốt mà thu hồi bóng cũng hiệu quả. Khi cần, Tuấn Anh rất uyển chuyển nhưng cũng có khi xoạc bóng đầy mạnh mẽ. Ngoài các tờ báo kể trên thì ngay cả trang chủ FIFA cũng đưa tin, thậm chí tường thuật trực tiếp trận đấu này tỏ ý khen ngợi với màn trình diễn của cả đội tuyển Thái Lan lẫn những vị khách Việt Nam khi đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn. Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao CF Sharif cùng các cổ động viên Malaysia phải lán lại sân Bung Karno trong 2 tiếng đồng hồ
để tránh bị cổ động viên Indonesia tấn công. Liên đoàn bóng đá Malaysia sẽ khiếu nại vụ việc lên FIFA. Tôi cũng sẽ gửi báo cáo đến chính phủ Indonesia và các đồng sự. Chúng tôi sẽ không tha thứ cho các hành vi bạo lực trong bất kỳ sự kiện nào. Sự an toàn của các cầu thủ và cổ động viên Malaysia là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Bộ trưởng CF Sharif tuyên bố trên Instagram. Tối mùng 5 tháng 9 khi Indonesia tiếp Malaysia trên sân nhà Gelora Bung Karno ở trận ra quân tại bảng G vòng loại World Cup 2022, nhiều cổ động viên Malaysia đã bị ném đá và các vật thể khác vào người. Một số cổ động viên Indonesia đột nhập sang khán đài của cổ động viên Malaysia để gây hấn, buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Trong thời gian bù giờ của hiệp 2, bạo loạn bùng phát trên khán đài khiến một số cầu thủ Indonesia phải chạy ra sát khán đài để kêu gọi các cổ động viên ngừng gây gổ. Sau khi Mohadu Sumaret ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Malaysia, một số cổ động viên Indonesia trèo xuống sân và chạy đến các khán đài cổ động viên Malaysia để tấn công, buộc cảnh sát phải ngăn chặn. Các cổ động viên Malaysia, trong đó có cả bộ trưởng CF Sharif, bị giữ lại trong sân để đảm bảo an toàn trong vòng 2 tiếng. Theo tờ Malaysia Kini, có 3 cổ động viên Malaysia đã bị thương sau vụ bạo loạn. Các cầu thủ Malaysia phải rời sân trong 5 xe bọc thép dưới sự tháp tùng của các cảnh sát. Đây là một điều đáng buồn, nhất là khi bóng đá là môn thể thao mang mọi người lại với nhau. Tôi hứa sẽ đòi lại công bằng cho các cổ động viên Malaysia. CF Sharif tuyên bố, ngày 15 tháng 10, tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân Bung Karno. Cựu huấn luyện viên U19 Thái Lan, Somchai Suaibonthum, cho rằng đội tuyển nhà đã không thành công trong trận ra quân tại vòng loại World Cup 2022. Vấn đề của Thái Lan nằm ở khâu ghi bàn. Chúng tôi không thua kém thế trận trước Việt Nam. Tuy nhiên, thật sai lầm khi không thể ghi bàn. Nếu nhìn vào số lượng đông đảo hàng tiền vệ, liệu ai dám tin Thái Lan đã tấn công biệt tốt? Somchai Suaibonthum nói với GM Sport, mục tiêu trong trận ra quân của Thái Lan là 3 điểm. Nhưng những gì đội thể hiện không phải là bóng đá tấn công. Đó hầu như chỉ là những đường truyền qua truyền lại. Nếu rơi vào tình huống này, tôi sẽ bỏ sơ đồ kim cương ở tuyến tiền vệ. Thái Lan cầm bóng và dứt điểm nhiều hơn ở trận ra quân vòng loại World Cup 2022, nhưng có ít cơ hội ngon ăn. Các cầu trò của Akira Nishino có 6 lần dứt điểm và chỉ có 2 lần trúng đích. Cơ hội rõ ràng nhất với họ đến ở những giây cuối cùng, nhưng super chốc sút trúng người Bùi Tiến Dũng. Trong trận đấu với tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Nishino bất ngờ khi để tiền đạo duy nhất Supachai Jared lên băng ghế dự bị và đẩy hai tiền vệ Thitiphan Puachan và Supachok Sarachat lên đá tiền đạo. Ngôi sao số 1 Thái Lan, Chanathip Songkasin đá tiền vệ công sở trường. Tuy nhiên, cách bố trí này không tạo ra được sức ép đủ lớn để xuyên thủng hàng thủ Việt Nam.